ดูดูนะที่มาหรือความอยากที่มาที่อยากมาสิ่งที่ต้องเป็นว่าจะมาเป็นจะต้องแต่ไหนนักเดินแล้วไหนชักยันแล้วไหนที่ถุยทายถุยทายมาที่ทำตัวหรือว่าการจัดการที่นั่นแต่ก็คือต้องแข่งกับวิ่งต้องแข่งต้องแข่งในระดับใหญ่แข่งthứ hai khi mà đi lên xe sẽ được chờ đi được lại rất là nhiều lần nha. Anh để thằng này thì cũng thằng này cũng thằng này nhưng mà nó có cái lưu ý là một cái hai kỳ đủ tháng là bao nhiêu tuần, đúng cái nghị sang là bao nhiêu tuần, 40 tuần nha. Thì cái 40 tuần đó là cái ngày đầu tiên của hai kỳ tính là cái ngày nào? Thì đây là cái đường mà cái mũi tên này nhất đó là 40 tuần ha. Thì mình thấy đó là cái ngày hành trình đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng là cái ngày bắt đầu của hai kỳ đúng không? Nhưng mà thực sự thì sau đó 2 tuần mới bắt đầu là có rụng dưng hay có mũi tên ở đây. Thì mình sẽ gặp các đó trong cái trường hợp mà người ta biết cái ngày quan hệ. Bây giờ tự nhiên những cô đó cũng biết cái ngày quan hệ cách đây là khoảng 4 tuần duy nhất một lần thôi, nhưng mà đi khám với mình thì mình lại kết luận là một cái thai 6 tuần ở trong tử cung thì sao? Thì cũng phải biết được giải thích ha. Cái tự nhiên kia thì họ ta người ta quan hệ ở ngày này xong rồi 4 tuần sau là người ta thấy tiến trình người ta đi siêu âm hay hai dọc được theo đi siêu âm cái người ta nên là quan hệ cái này 4 tuần thì thai sẽ là 4 tuần nhưng mà kết tuần cho người ta là thứ 26 tuần trong tử cung thì sao? Cái trường đấy rất cao, rất lưu ý nhỏ thôi. Rồi sanh lo mà từ tuần thứ 22 đến trước tuần thứ 37 thì cái này nó cũng tùy theo một số quan điểm khác, người ta có thể lấy tuần thứ 20, không ai hỏi đến lúc mà 20 hay 2 tuần đâu. Dịch tễ nguyên nhân ha, là sinh non thì bị bệnh dự phòng. Dịch tễ thì những trường hợp sinh non thì chiếm khoảng 10% trong những cái thai kỳ. Sinh non là nguy hiểm cho trẻ sơ sinh, sử là tử vong trung sinh nó sẽ cao khi mà cái tuổi thai nó càng nhỏ. Rồi khi mà sinh non thì mẹ cũng có nguy cơ là sốc nhau hoặc là bị nhiễm khuẩn hậu sản. Anh chăm sóc một cái trẻ sinh non cũng rất là khó khăn, là một cái gánh nặng cho xã hội. Được khoảng 50% nguyên nhân sinh non không có xác định rõ lý do, còn lại thì do yếu tố xã hội, do mẹ, do thai và của thai. Bây giờ sinh non thì sinh non thì trong sách mình cũng có ghi nha, nhưng mà ở đây là chỉ muốn các bạn nắm rõ cái trường hợp đó có chỉ giả hay là chưa. Cái vấn đề cao quan trọng nhất trong cái trường hợp sinh non là có chỉ giả hay là chưa. Rồi cái định nghĩa của giỏ sinh non thì sau này thì mình tìm nó rất là khó khăn, người ta không có định nghĩa được cái giỏ sinh non là như thế nào. Khi mà mình dùng cái từ giỏ sinh non thì sinh non á thì rất là dễ can thiệp quá tay trên lâm sàng, dù như ta vô ta đau bụng chút xíu hay là đau càng bụng hay là đau ít xíu hồng thôi thì đó là giỏ sinh non. Thì mình xử trí một đống thuốc nhưng mà cái ca đó không xử trí gì họ cũng không có rơi vào tình trạng, thành ra là cái định nghĩa giỏ sinh non rất là khó đánh giá trên lâm sàng. Quan trọng nhất là mình có đánh giá được ca đó có chỉ dài hay không. Chỉ dài là gì? Là cái xá bỏ nội tử cung dưới tác dụng của cơn to ha, nhằm để tống thai ra ngoài, thì mình đã đánh giá được nó xá bỏ nội tử cung hay không, có cơn to hay không ha, và nó có cái tiến triển hay không. Rồi với chị biết cơ đang của thực thể của chị dạ thì không có cần nhắc lại nữa ha. Đây là cái bảng chỉ số dò sẽ đâu cho các bạn xem, tại vì trong sách mình có đề cập tới cái điểm nhưng mà không có cái bảng chỉ số. Nhưng cái bảng này thực tế thì nó năm 1960 mấy, 50 mấy thì không có xài nữa. Dù như mình thấy trong cái bảng này là cỡ cổ tử cung 3 cm, 4 cm thì còn gọi là giỏi để non gì nữa đúng không, hay là sao non tiêu rồi. Cái này thì chính xác cũng có còn cao không xài nữa. Rồi đối với sinh non
khoa rất khi mình lên sàn thì này nó rất quan trọng đấy ha. Siêu âm chúng ta là cái phytoestrogen, số xét nghiệm khác những tiểu của bệnh nào của chúng ta không? Nghĩa là về siêu âm thì cái hình này là một cái chiều dài trên cổ tử cung bình thường. Thì so sánh với cái hình dưới bên là chiều dài trên cổ tử cung bất thường là cộng nó sát cái cổ tử cung rồi đó. Thì cái người ta lấy cái mốc là 25 mm để người ta đánh giá cho có nguy cơ sinh non hay không. Cái hình đó ví dụ đó là cái hình thực tế trên lâm sàng khi mình sinh non đầu dòi khám đạo. Thì đối với cái hình ở phía trên này thì thấy là cái chiều dài trên cổ tử cung nó còn bình thường nha, nó còn dài. So sánh với cái chiều dài ở cái hình bên cạnh đó thì mình thấy là nó ngắn lại. Thì cái hình thứ hai này có nguy cơ sinh non. Rồi còn về cái monitoring sản khoa thì thi thì sẽ đánh giá về một cái monitor thì nó sẽ đánh giá 5 yếu tố, nhưng mà về sinh non thì mình sẽ đánh giá một yếu tố ở đây thôi, đó là về cung co tử cung. Còn cái phần ở phía trên này để thi lâm sàng hỏi ha. Rồi một cái cung co tử cung nó sẽ được đánh giá qua mấy cái chất, đánh giá cung co thì sẽ đánh giá cái gì của cung co. Nếu mà mình thấy chỉ giảm thì chắc chắn sẽ đánh giá tuần này ha, phải biết được tần số của cơn co bao nhiêu cơn trong vòng 10 phút nha. Thứ hai là thời gian co và thời gian nghỉ, tương quan quan điểm của các cơn co. Thứ ba là cương độ cơ bản, cương độ cơ bản là những cái trường hợp mà tử cung không có co thì cương độ đó là bao nhiêu, cương độ của cơn co là cái khoảng cao nhất này là bao nhiêu, và biên độ của cơn co. Nên phải đánh giá được 5 yếu tố này mới đủ điểm. Phytoestrogen là một cái protein ngoại màu với các chất màng thai với màng ruột. Tuy nhiên đó, thì cái hiệu quả độc dạy nó không có cao và chi phí nó cũng cao, nên là nó không có được thực hiện trên thực tế. Rồi hậu quả của sinh non. Còn cái trẻ non tháng sinh ra thì có thể biết được cái nguy cơ nó phải đó là cái gì, nó siêu hấp nè, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, tức huyết não, viêm loét ruột, vân vân. Điều trị, đến phòng điều trị thì những phần khác đó thì mình sẽ tham khảo thêm, chủ yếu là phần thuốc, tại vì thuốc mình có thể lâm sàng có thi khi mình đang có đề cập tới vấn đề thuốc này. Trong cái thuốc mà điều trị của sinh non á thì có 4 nhóm thuốc mà muốn các bạn phải đề cập được. Thứ nhất là khi mà có cương đòn tử cung thì phải có thuốc cắt cương đòn. Thứ hai là đã non tháng thì phải có trưởng thành khỏi. Thứ ba là nên xuất phát là để bảo vệ não cho trẻ. Thứ tư là kháng sinh dự phòng chi phí trường hợp đau. Có đủ 4 nhóm. Cắt cương đòn thì trong chi định là những cái trường hợp nào mà mình kéo dài thai kỳ đó đem lại nhiều nguy cơ đó, thì mình không có nhiều thuốc cắt. Ví dụ như là trường hợp mà sinh non mà phi thai và bà mẹ thì sẽ trầm nặng vào thai dị tật rồi nhiễm trùng gì đó thì mình không có dùng thuốc cắt cương đòn làm gì. Còn nếu mà những cái trường hợp mà mình phải dùng thai cho tới cuối cùng thì mình phải dùng thuốc cắt cương đòn. Thì một số thuốc cắt cương đòn hay gặp thường nhất trên lâm sàng và dễ tiếp cận nhất, giá rẻ nhất đó là ketamin chế trị cho canxi á. Ketamine nó sẽ có nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên đó thì mình đề cập tới hai dạng là tác dụng ngắn và tác dụng dài. Tác dụng dài thì mình không có lập đại liều được, tại vì nó sẽ gây tụt huyết áp không kiểm soát. Tác dụng ngắn thì có thể lập đại liều mỗi 30 phút. Thì cái này nó cũng khá là hiệu quả và nó dễ dàng người ta mua được. Người ta cái này rất hay gặp trên lâm sàng. Cái thứ hai á là cái nhóm thuốc atoxiban. Thì nó là thuốc chế trực tiếp trên cái hụt thể oxytocin luôn. Thì là đón nhận với cái cơ co tử cung ha, thì nó sẽ rất, nghĩa là khi mà mình tìm một cái loại thuốc nào mà nó hiệu quả nhất để cắt cung đòn thì atoxiban là cái lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên mình biết là chuyển dạ là một cái quá trình mà rất là khó dừng lại. Thì ở atoxiban nó có một cái đặc điểm mà nó, cái nhược điểm của nó là nó rất là mắc tiền và nó khá là hiệu quả. Tuy nhiên dùng một cái vùng dị dạ rất là khó dừng lại, thành ra là
có khả năng mà người ta bỏ mấy chục triệu ra để người ta sử dụng atosiban nhưng mà vẫn còn dị dạng, thì khi mà sử dụng thuốc này thì mình phải tư vấn cho người ta thật là kỹ. Và cái đặc điểm atosiban là nó cũng khá là an toàn, ví dụ như là tiêu diệt được những cái tác dụng phụ. Những cái loại thuốc khác không còn giặt nữa, nhất là indomethacin, hồi xưa thì còn xài nhưng bây giờ không xài nữa do nó nghe nó khóc trong mặt sớm, nghe chịu nói. Rồi cái nhóm đầu hộp beta thì có xài nhưng mà rất là ít nha, tại vì nó cái biến chứng liên quan tới cái nhịp tim. Rồi cái thứ hai là chuyển thành khỏi. Về chuyển thành khỏi thì nó sẽ có nhiều cái đặc điểm khác nhau. Về cái nhóm hai cái loại thuốc chuyển thành khỏi thì thường thì nó ít thay đổi. Là nó trước giờ nó cũng vậy, là để sa metazone và betametazone ha. Khi mà mình sử dụng chuyển thành khỏi thì mình sẽ đặt ra cái vấn đề gì? Thứ nhất đó là về cái thời gian sử dụng thuốc trong thai kỳ. Thai như thế nào thì mình phải sử dụng, mình mới sử dụng cái thuốc chuyển thành khỏi. Thì đa số thì cái khuyến cáo người ta đều lấy là từ 28 cho tới 34 tuần là thống nhất sử dụng được, có chỉ định sử dụng thuốc chuyển thành khỏi. Còn những cái khoảng thời gian khác thì tùy theo những cái khuyến cáo khác nhau. Có những khuyến cáo thì người ta nói là từ 26-28 tuần, là từ 34 cho tới 36-36 ngày thì có thể cân nhắc sử dụng. Nhưng mà có bằng chứng có giá trị hay là đáng tin cậy là từ 28 cho tới 34 tuần hết. Và không phải là cái ca nào mà từ 28-34 tuần mình đều sử dụng được khỏi đó. Khi nào mình mới sử dụng? Khi mà ca đó có cái khả năng sinh non là sao? Là cái thai có nguy cơ phải ra ngoài sớm trong vòng 7 ngày kế tiếp thì mình mới xài. Chứ phải ca nào đúng 28-34 tuần thì em ra tiếp khác, phải thai đó có nguy cơ phải ra sớm thì mình mới sử dụng. Khi mà dùng thuốc chuyển thành khỏi thì mình phải lưu ý tác dụng phụ của nó, tại vì nó là cọc tiêu biết rồi đúng không? Thì nó sẽ có tác dụng phụ là gì? Đó là tạc đường huyết. Đó là trường hợp đáy thao đường có nguy cơ đáy thao đường thì phải cho cái đường huyết của người ta điều chỉnh rất là ổn định. Thứ hai là nó sẽ phải gây ức chế miễn dịch, gây nhiễm trùng. Hay nó là tăng cái triệu chứng của nhiễm trùng thì phải kiểm soát tới những cái trường hợp như nhiễm trùng ói, là mẹ đang có nhiễm trùng ở cái chỗ đó thì mình phải cân nhắc ha, có thể là không sử dụng luôn. Rồi cái nhóm thuốc cuối cùng của cái sinh non đó là kháng sinh. Thì khi mà mình đề cập tới cái việc mà sử dụng kháng sinh trong cái chỉ dạy cho con thì một số cái không có chấp nhận, như là tại sao mà vào sinh con thì người ta phải sử dụng kháng sinh nhất định luôn, thì mình phải đọc về cái con GBS này. Mình biết về cái GBS này là gì, là cái con đi cầu thang huyết nhất B, nó liên quan tới những cái gần như liên quan tới cái tỷ lệ mà nhiễm trùng sơ sinh đó. Nó gây ra những viêm ruột hoại tử này, những trùng huyết, viêm não hay não vân vân. Thì thông thường đó người ta mới đề cập ra một cái chương trình tầm soát GBS trung quy trong thai kỳ luôn, từ khoảng 35 tới 36 tuần thì mình sẽ tầm soát GBS để những cái trường hợp nào có nhiễm thì mình sẽ điều trị trước, tránh gây ra cái nhiễm trùng cho trẻ. Nhưng mà ở cái bài này mình đề cập tới cái việc là sinh non đúng không? Sinh non thì 35-36 tuần thì có thể là người ta sàng lọc rồi, nhưng mà những trường hợp là 31-32 tuần thì làm gì có, thì người ta sẽ cân nhắc giữa cái lợi ích nguy cơ. Lợi ích là gì? Là có nghĩa là người ta cân nhắc giữa khi mà một cái trẻ mà đủ tháng bị nhiễm CVS thì so với những cái trẻ thiếu tháng bị nhiễm CVS thì đứa nào tiên lượng nặng hơn. Thiếu tháng đúng không? Một cái trẻ thiếu tháng nhiễm GBS thì được nặng hơn. Và cái mức lợi của cái việc sử dụng kháng sinh trong cái chỉ dạy sinh non là mình chỉ là hơi quá tay thôi. Người ta cân nhắc giữa cái lợi và cái hại đó. Khi mà mình không sử dụng thì cái trẻ thiếu tháng lỡ mà nó bị nhiễm GBS thì nó có biến chứng rất là nặng nề. Còn khi mà mình đã sử dụng rồi thì có thể là mình chỉ sử dụng kháng sinh quá tay thôi, thì người ta cân nhắc lợi hại thì ta thấy là vẫn nên sử dụng hơn. Khi mà sử dụng cái kháng sinh, khi mà trong chỉ dạy sinh non thì người ta sẽ đồng thời cái việc xét nghiệm GBS. Nếu mà cái kết quả trả về mà là có nhiễm thì là mình coi như mình điều trị đúng không? Có nhiễm thì điều trị là đúng, còn không nhiễm thì mình ngưng kháng sinh.
vì cái kết cục của nó cao hơn đối với những cái tỷ lệ đông khác thì nó rất là nặng nề, người ta đề cập cái đó. Thì cái này là cái nguồn cái tài liệu đó ha, là của Insurgy này thì họ sẽ có hai từ. Thì ai có hỏi thì nói chỗ này trước bạn anh phải hướng dẫn nha. Cái nhánh thuốc cuối cùng đó là bảo vệ não cho trẻ. Thì cái chỉ định đó trong cái trường hợp mà chỉ dạy thanh non dưới 34 tuần, cơ chế của nó người ta chưa có biết rõ, nhưng mà người ta thấy là khi mà những cái trẻ chưa được thuốc bảo vệ não trong thanh non á thì cái tỷ lệ nó tỷ lệ bại não hay tỷ lệ bất thường về thần kinh nó sẽ giảm so với những cái trường hợp mà không sử dụng. Thì Magisulfat thì mình cũng có thể gặp trong cái trường hợp mà tiền sản dụng đó, thì khi mà sử dụng Magisulfat thì mình phải có khả năng theo dõi được, hay là mình sợ cái cổ đặc Magisulfat thì dấu hiệu sớm là bất thường sản xương nha, rồi mình phải theo dõi cái tích nước tiểu hay do nó phải qua cái phòng, rồi sau khi mà xương đó thì có thể là điện cơ hô hấp và ngưng tim nha. Liên dung và duy trì đó thì nó cũng khá là giống đối với cái tiền sản dụng. Rồi nói chung lại là đối với cái thai kỳ là non tháng thì mình phải đánh giá cái ói còn hay là ói vỡ tuổi thai là bao nhiêu ha. Rồi khi mà theo dõi thì mình sẽ đảm bảo tránh cho trẻ bất kỳ chấn thương nhất ha. Tại vì trẻ non tháng thì nó rất là yếu. Rồi non tháng thì hay gặp khóc nhau những cuộc hậu sản, rồi những cái biến chứng của trẻ sơ sinh này nè đã đề cập rồi ha, và mình phải chuẩn bị tinh thần là phải hồi sức cho trẻ. Cái phần dự phòng này thì tụi em về động thêm, thực sự cái phần dự phòng này nó cũng rất là thú vị ha, tại vì trên sàn mình quản lý một cái ca mà có nguy cơ dự sanh non nhiều hơn, cho nên bây giờ cái y khoa thì người ta sẽ dự phòng ngăn cho nó không xảy ra. Ví dụ như nó có chỉ dạ sinh non thì mình dự trí thì nó đã bình thường rồi ha. Còn những trường hợp nào mà có nguy cơ chỉ dạ sinh non mà mình dự phòng được thì nó vẫn là tốt hơn. Nên về động thêm ha. Còn 2 giờ tháng thì nó chỉ có một vài slide thôi. Cái 2 giờ tháng thì đối với tổ chức khi sinh non thì mình sẽ lấy từ tuần thứ 42 trở lên. Nhưng mình tự thì trên tâm sàng mình sẽ không nhập được cái 2 giờ tháng đâu. Bây giờ có ai mà theo dõi thai kỳ tới 42 tuần á, từ khi mà họ không có nhận thức cao hay là họ ở trong dân tộc thiểu số là như thế nào đó. Chứ hiện tại thì nó cái trường hợp 240, 44 tuần á thì mình đã có cái bệnh chính thức thai kỳ rồi, mình không có thể bị quá hàng. Cái tỷ lệ 2 giờ tháng nó sẽ rất là thay đổi, đa số nguyên nhân là do mình không có tính được chính xác cái tuổi thai. Và như là tiền gặp lúc đầu ấy, mình phải tính được chính xác cái tuổi thai. Sinh lý bệnh học đọc thêm hay nói chung là cứ nói giảm đánh nhau thoái hóa, nó giảm cái lượng máu cho nên là đến thai thì nó sẽ làm thiếu oxy, khi suy thai làm cho thai gầy mất nước, da nhanh nhen, rồi này cũng xuông hơn, chắc là có lâm sàng của thai giờ đây thì này cũng rất gặp luôn. Cái clip for này hồi xưa thì là trong sách nó để đặt cho tụi em, giờ nó cũng không có còn đưa ra nữa, tại vì cái này cũng là năm 1960 mấy đó. Ví dụ như là da khô nhăn nheo bong da là mức độ bình thường nha, cho tới là da bong sụn xương toàn không yếu vàng đốm khô cứng khớp nha, là thứ hai thì rất là già hay rồi. Cần lâm sàng đó thì mình sẽ xác định tuổi thai, đây là được rồi, đánh giá sức khỏe thai. Đánh giá sức khỏe thai mình sẽ có một cái bài riêng cho lâm sàng, nên là chỉ là đề cập ngắn gọn thôi. Đánh giá sức khỏe thai nó không chỉ là monitoring ha, mà nó là một cái hệ thống đánh giá từ nhà cho tới bệnh viện. Chứ không phải là khi mà hỏi thi lâm sàng hay hỏi thì mấy bạn hay trả lời là chỉ dựa vào cái CTD thôi thì không có đủ. Như là mình phải có cái kế hoạch mà hướng dẫn cho người ta đến từ cái cửa động thai ở nhà, đâu có máy móc mà để theo dõi đúng không? Và khi mà có gì bất thường thì mình vào, mình làm năm test test và là các đồ sinh vật lý, các đồ sinh vật lý biến đổi hay là siêu âm thì nó mới có ý nghĩa trong cái test sức khỏe thai. Chứ cái CTG riêng lẻ thì nó không có ý nghĩa. Khi mà mình đặt cái CTG lên đó thì cái thai nó khỏe mạnh, nhưng mà khi mình dở cái đồng dò ra là mình không có còn đảm bảo nữa rồi.
không có đợi tới ngày hôm sau đâu, mà chỉ cần lấy cái đầu dò ra khỏi là nó không có còn đảm bảo sức khỏe thứ hai nữa. Rồi cắt đến cửa lỗ thai rồi về coi thêm cái này cái này đó. Rồi thai và tháng thì không có một cái, không phải là một cái chỉ định là giống như thai kỳ cấp cứu, nhưng mà nó cũng phải có một cái kế hoạch để chấm dứt thai kỳ sớm nha mình, để cái thai nó nằm trong bụng mẹ nó không có còn mà phát triển như một cái thai đuổi khác bình thường nữa, thì mình sẽ xem thêm vào cái khởi phát chỉ dạ. Và này cũng là một cái bài khác trên lâm sàng mình sẽ được học đánh giá chỉ số nha. Chỉ số kẻ tiến thì nó có thêm cái chiều dài của cơ cổ tử cung. À, hết bài. Có hỏi gì không?